Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô được quét sử dụng. Mình là Ngọc Mai. Hôm nay Mai lại mang đến cho các anh chị một chiếc xe 5 chỗ quốc dân mà cực kỳ hot nha, Toyota Vios bảng G đời 2021. Xe này 2021 một chủ sử dụng từ đầu, đăng ký vào tháng 12/2021 mà đi mới có 15.000 km thôi các anh chị. Phiên bản G thì full option rồi. Các anh chị thấy là sơn zin quanh xe, mối nối cản thì cực kỳ khít. Vỏ lớp toàn bộ zin theo xe hết, gai vỏ còn rất là dày. Đây đét vỏ tuần thứ 14 của 2021 này các anh chị, mâm đúc hợp kim. Đăng kiểm thì còn dài hạn tới tận tháng 7 năm 2025 các anh chị ha. Xe gia đình hỏng kinh doanh, đăng kiểm được một lần ở đây là 2 năm luôn. Xe thì dán phim về mưa, lót sàn, bọc trần, nội thất ghế da, màn hình giải trí, cruise control, đề nổ startup. Và nó là option tiện nghi mà thấy rất là đầy đủ để cho gia đình mình sử dụng nè. Và dòng này thì phải nói là cực kỳ bền luôn. Những chiếc xe mà chủ kỹ như thế này nhé, chăm sóc, bảo dưỡng đầy đủ thì dòng xe của Toyota này các anh chị xài và nói là rất rất bền, đi trăm mấy 200 ngàn là bình thường luôn. Đây, bảng G này các anh chị, cho các anh chị xem gầm ha. Xe này là biển số 68 các anh chị, một chủ nha. Thì nhiều anh chị sẽ lo lắng phần gầm bệ, nhưng mà các anh chị thấy nè, chủ đã phủ gầm cho mình luôn. Gầm còn rất là đẹp, rất là mới ha. Và các anh chị xem phần cốp nè, cội lót nha, một lớp, hai lớp. Cái phần này phía dưới còn mới tinh luôn ha. Và cách âm sàn cho mình luôn, cách âm 3 em. Các anh chị lấy xe này thì lợi rất là nhiều chi phí, từ phụ kiện, từ những cái phần khấu hao nước đầu nhé. Và tiêu hao nhiên liệu thì các anh chị xem nè, 4.7 cho đến 5.7 cho 100 cây. Hàng ghế thứ hai của Vios thì ngồi rộng rãi thoải mái lắm nhé chị, ba người lớn mình ngồi thoải mái luôn. Da ghế còn đẹp ha. Nội thất màu kem này mà đi nhiều á thì nhìn vô mình biết liền các anh chị, nó dễ xuống á. Đó, chuẩn xe ít đi luôn, xe gia đình ha. Lót sàn 5D, bọc trần 5D, nẹp chống trầy này các anh chị. Ở đây thì nó có hơi bị móp nhẹ chút xíu ở đây ha. Ô đồ đúng chuẩn là 15.000 km, vô lăng còn đẹp, cruise control nè, smart key nè, táp lô nè các anh chị ha, còn mới ha, có thảm táp lô luôn, màn hình zin theo xe, dàn lạnh tự động, hộp số tự động. Rồi, ra phía trước cho các anh chị mình xem qua cái phần động cơ. Xe này thì có cam hành trình, anh chủ để lại cho mình sử dụng luôn các anh chị, có cam hành trình luôn rồi ha. Máy của này quan trọng nhất là phần bảo dưỡng các anh chị ha, ô tô mà. Máy xe Toyota các anh chị cứ bảo dưỡng đều, xài bền lắm. Bên Mai thì bán xe ra sẽ có bao test hãng cho các anh chị, đưa vào chính hãng, chép test thoải mái, đúng cam kết, nhận xe, thanh toán, ký mua bán nha. Nên các anh chị có ở xa mình xem video mà ưng xe thì cứ chốt giá đặt cọc. Bên Mai giao xe về cho mình kiểm tra, đưa vào chính hãng, chép test thoải mái, đúng cam kết, nhận xe, thanh toán, ký mua bán. Hoặc các anh chị quan tâm chi tiết thủ tục góp thì liên hệ với Mai. Xe này thì các anh chị chuẩn bị cho Mai khoảng tầm 150 triệu thôi là nhận xe được rồi. Tính ra 150 triệu thì cũng khá là mềm các anh chị. Và chi phí cho một chiếc xe qua sử dụng như thế này nè, từ tiền biển số, tiền thế bạ thì tiết kiệm cho các anh chị rất là nhiều. Và bên Mai thì cũng có hỗ trợ lên đời đổi xe luôn. Các anh chị có một chiếc xe nhỏ nhỏ muốn đổi lên hay là muốn bán chẳng hạn thì nhớ để lại cho Mai nha, hỗ trợ đổi xe cho các anh chị mình luôn. Hỗ trợ tất toán ngân hàng nè, hỗ trợ xem xe tận nhà cho các anh chị mình luôn nhé. Và quan tâm chi tiết xe này thì các anh chị có thể liên hệ với Mai, Mai sẽ tính toán chi tiết cho mình. Cũng như là nếu mà ưng xe này thì tranh thủ chốt cọc sớm nha, tại vì những chiếc xe một trắng thì bán rất là nhanh luôn các anh chị. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi đến hết video. Nếu thấy thích nhớ cho Mai xin một like và theo dõi kênh của Mai để khi bên Mai về xe đăng lên thì các anh chị mình là người đầu tiên xem được nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo.